Anh mất tốc biến đông dạo à. Tiếp ạ. Chín không ạ, Zuka chín không thì nó thốn nó chịu nổi. Ơ mềm, ơ. Ờ mặt rừng, xin mô vẽ em. Liên tốt không? Liên biết. Oh hell no. Zuka. Game này thì ai cầm khoái đất này rồi em? Zuka ra cú đây. Con ai cầm khoái đất này nè. Ôi trời tốc biến. Anh gắt như vậy á. Rồi, em đánh đi. Tao này mất tốc biến em á. Mất tốc biến làm gì sống sót được hả em? Tốc biến em ơi. Đúng rồi. Đúng rồi các bạn hãy chơi như vậy đi. Các bạn hãy chơi như vậy đi. Em ơi, chưa 3 tốc biến nè, cũng 3 thang ít nhất nè. Dự chiếu cái gì? Anh không dự chiếu thì nó thủ đánh đi cái phá đấy á. À. Ác thật, bọn này là bắt anh em ạ. Anh đi tốc biến anh đền 3 thang. Tiếp ạ. Chín không ạ, Zuka chín không thì nó thốn nó chịu nổi. Các tên này thốn ai chịu nổi được em. Ồ, rồi đông hang ạ. Chán thật cái... Lơ mà một lần để cho Lao được xin chúc tất cả các bạn buổi trưa được vui vẻ nhá. Hy vọng tất cả các bạn có thể là giúp cho Lao một nút follow fanpage ạ. Và Lao chắc có lẽ là bây giờ xin phép nghỉ lại để mà có thể là